một con tàu bị nổ tung, tất cả hành khách đều bị thiệt mạng. Phía cảnh sát đã thông qua ký ức của những người đã chết tìm ra hung thủ. Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng kinh điển, Mật Mã Gốc. Trên một con tàu chạy ở ngoại ô, có một người đàn ông vừa tỉnh dậy từ trong mộng. Tôi đang ở đâu? Tôi phải làm gì? Cô gái ở đối diện đang nói chuyện với anh ấy, nhìn có vẻ như hai người quen nhau. Một hành khách đi đường không cẩn thận làm đổ nước ngọt lên giày anh ấy. Nhân viên phục vụ đi kiểm tra vé, mấy người đàn ông bên cạnh phàn nàn muộn quá. Cô gái hỏi, xin rốt cuộc là anh bị sao vậy? Người đàn ông không nhịn được nữa, nói với cô gái, tôi không quen cô, tôi cũng không phải xin. Tôi là phi công Colter Stevens ở Afghanistan. Cô gái lộ ra nụ cười khó tin. Lúc này tàu đến một ga, một chàng trai tóc đỏ đã gọi một hành khách vừa xuống tàu, anh ơi, ví của anh rơi rồi. Hóa ra đây là tuyến đường sắt nối ngoại ô Chicago và thành phố. Người đàn ông đi vào phòng vệ sinh, móc ví ra xem. Tên trên chứng minh thư quả nhiên là Sin. Nghề nghiệp là một giáo viên. Anh ấy cực kỳ sợ hãi bước từ từ về phía trước. Bạn đoán xem anh ấy đã nhìn thấy cái gì? Là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Chẳng nhẽ đây thực sự là hoán đổi linh hồn? Người đàn ông hồn bay phách lạc. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh đúng lúc gặp phải cô gái. Cô ấy an ủi, mọi thứ sẽ tốt cả thôi. Sau đó, thượng úy tỉnh dậy trong một chiếc hộp sắt ẩm ướt. Đây lại là ở đâu? Anh ấy chỉ mình thấy một video, một nữ sĩ quan nói với anh ấy, bạn bây giờ đang thực hiện một nhiệm vụ, là tìm được bom trên con tàu vừa nãy và tìm ra hung thủ. Thời gian của bạn là 8 phút, mau thực hiện đi. Thượng úy còn chưa kịp trả lời đã bị đưa về chuyến tàu ban nãy. Vẫn là cô gái ấy, vẫn là cốc nước ngọt kia, và vẫn kiểm tra vé như cũ. Đây nhất định là kiểu huấn luyện mô phỏng gì đó. Thượng úy nhớ lại một chút, vị trí phát nổ vừa nãy có lẽ ở khu vực nhà vệ sinh. Trực giác của quân nhân quả nhiên lợi hại. Anh ấy rất nhanh đã tìm thấy một lượng bom lớn trên trần nhà, bên trên có đặt một thiết bị, nhất định là thiết bị hẹn giờ kích nổ. Thượng úy đóng giả thành nhân viên bảo vệ, thông báo toàn bộ hành khách tắt hết các thiết bị điện tử. Nhưng đã quá muộn rồi, bom vẫn bị nổ. Thượng úy lại trở về hộp sắt ấy. Anh phẫn nộ hỏi, huấn luyện này bao giờ mới xong đây? Nữ quan không quan tâm, chỉ đành nói cho anh ấy sự thật. Đây không phải huấn luyện mô phỏng. Sáng nay 7 giờ 40 phút, một chuyến tàu từ ga Chicago đã bị nổ. Người trên tàu không ai sống sót, bao gồm cả Sin, người mà bạn đang ở trong đấy. Theo lời bọn khủng bố, bọn họ đã chế tạo rất nhiều bom, cho nên bạn phải trở lại và tìm ra họ. Thời gian vẫn là 8 phút. 8 phút sau tôi vẫn bị nổ tung. Đúng vậy. Lần thứ 3 xuyên qua, thượng úy đã thông thạo. Anh ấy tránh được nước ngọt bắn trúng, chủ động mang vé tàu ra, còn hỏi thăm người phục vụ, trên tàu này có ai kỳ lạ không? Người phục vụ thấp giọng trả lời, anh chính là người kỳ lạ ở đây đấy. Người con gái đối diện tên là Christina, cô cùng Sin quen nhau trên chuyến tàu này. Thượng úy lật quyển sổ ghi chép của Sin, bên trên viết hẹn cô gái uống cà phê. Chứng tỏ Sin đã thầm yêu cô gái này lâu rồi. Họ cùng nhau quan sát các hành khách, nhưng tất cả đều rất bình thường. Đột nhiên có một người đàn ông bước ra từ nhà vệ sinh. Lúc này tàu cũng vừa đến ga, thượng úy lập tức đi theo sau. Đi được nửa đường lại quay lại, muốn cô gái cùng xuống tàu. Nhìn cô mê mẩn, không có thời gian giải thích rồi, thượng úy dứt khoát hôn cô ấy. Cứ như vậy, việc mà Sin do dự đã lâu lại được thượng úy giải quyết trong một giây. Sau khi xuống tàu, thượng úy bám theo người đàn ông thần bí kia. Người đàn ông nhìn thượng úy bằng ánh mắt tràn đầy cảnh cáo. Thượng úy cướp chiếc vali trong tay người đàn ông. Đúng lúc này từ phía xa tàu đã phát nổ. Thượng úy kinh ngạc, ôi xong rồi, hung thủ không phải người đàn ông này. Thượng úy đột ngột bị đẩy vào đường sắt, bị đoàn tàu đang chạy đến đâm văng đi. Một lần nữa quay lại hộp sắt, Sin nói, tuy rằng tôi đã nhận nhầm hung thủ, nhưng vẫn cứu được một cô gái. Nếu để tôi quay lại lần nữa, tôi có thể cứu thêm người khác. Nhưng vị thủ trưởng đứng cạnh bên lại nói, sai, cậu chẳng cứu được ai cả. Bọn họ chỉ tồn tại trong trình tự mã nguồn. Thì ra, cái gọi là mã nguồn là một hạng mục thí nghiệm bí mật của quân đội. Nói đơn giản tức là con người sau khi chết, năng lượng từ trường của não sẽ không biến mất ngay lập tức, mà lại tạm thời lưu lại. Tác dụng cả mã nguồn chính là bảo lưu ký ức cuối cùng của người chết. Từ trường não của thầy giáo Sin cực kỳ tương thích với vị thượng úy. Vì vậy, những gì mà thượng úy nhìn thấy chính là cảnh tượng 8 phút trước khi chết của Sin. Mã nguồn không thể thay đổi lịch sử, chỉ có thể tái tạo ký ức. Thủ trưởng thúc giục anh ta, hiện nay Chicago đã bắt đầu di tản dân cư với quy mô lớn, làn sóng công kích thứ hai sẽ sớm, thời gian không còn nhiều nữa. Nữ sĩ quan cung cấp thêm một tin tức, ở phòng bảo tầng 2 có một khẩu súng lục. Lần giả lập này, thượng úy không nói nhiều nữa, trực tiếp tìm thấy khẩu súng, nhưng lại bị phát hiện ngay sau đó, rồi liền bị dùi cui điện đánh ngất. Khi tỉnh dậy, anh ta phát hiện bản thân đã bị khóa lại. Anh ta biết lần không kịp nữa rồi. Quay qua khảo vấn cô gái kia, cô sẽ làm gì nếu chỉ còn một phút để sống, tôi không biết. Anh ấy nói, tôi muốn gọi điện cho bố mẹ và nói xin lỗi họ. Kể mọi thứ sẽ ổn thôi. Thượng úy sau khi chết 4 lần liên tiếp bắt đầu nghi ngờ mọi thứ.
anh ta một lần nữa yêu cầu được liên lạc với gia đình. Những nữ sĩ quan kia chỉ nói qua loa, anh ta lại bị cưỡng chế gửi lên chuyến tàu chết chóc. Cô gái tới an ủi, anh ta nảy ra một ý tưởng, nói rằng mình có một người bạn trong quân đội, hỏi cô gái có thể tra cứu giúp nơi ở của anh ta không. Sau đó anh khó khăn lắm mới mượn được một chiếc điện thoại, đang chờ máy thì cô gái bước tới và nói, người bạn mà anh ta nói, thượng úy Stevens, 2 tháng trước trong lúc đang làm nhiệm vụ đã hy sinh rồi. Thượng úy vừa khóc vừa lắc đầu. Một đoạn ký ức hiện ra trước mắt, chứng minh lời nói của cô gái. Quay lại khoang thực nghiệm, anh hỏi, có phải tôi chết rồi không? Nữ sĩ quan ngầm thừa nhận, thì ra sau khi thượng úy hy sinh, đại não vẫn chưa hoàn toàn chết, liền bị đưa tới cơ sở bí mật này. Tất cả cảm giác của anh ấy đều là tín hiệu mà máy tính mô phỏng. Đến cả khoang thực nghiệm này cũng chỉ là ảo giác. Thượng úy phẫn nộ, nhưng cũng vô ích. Sau đó thì thủ trưởng cam kết với anh ta, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này thì sẽ cho anh ấy yên nghỉ. Thượng úy đành chịu cảnh chết đi sống lại hết lần này tới lần khác. Mã nguồn chỉ là một đoạn ký ức của Xin, nhưng cảm giác của thượng úy mỗi lần chết lại là thật. Anh ấy gần như sụp đổ. Để khích lệ anh ấy, thủ trưởng gửi một đoạn ghi âm của bố mẹ thượng úy. Trước đây, quan hệ của bộ họ rất căng thẳng, cho tới khi thượng úy hy sinh, người bố mới cảm thấy hối hận. Tôi chưa từng thấu hiểu nó, tôi không thể tin được rằng nó đã đi rồi. Thượng úy bình tĩnh trở lại dịch chuyển một lần nữa. Lần này anh ấy gỡ bỏ điện thoại được gắn trên quả bom. Lần ra số điện thoại liên lạc cuối cùng, tiếng chuông điện thoại vang lên ngay không xa. Thì ra chính là chàng trai trẻ bị rơi ví tiền. Thượng úy đuổi theo, nhìn thấy tên tóc vàng trả ví cho cậu ta. Nhưng mới bước được vài bước, cậu ta lại ném nó trở lại khoang xe, đây không còn là khả nghi nữa. Đồng thời chuyến tàu đột nhiên khởi động, thượng úy đành nhảy xuống. Anh ta hiểu rõ, hung thủ cố ý đánh rơi ví tiền chính là để tạo bằng chứng giả cho việc bản thân cũng ở trên xe. Lần này cậu ta không thể thoát khỏi tầm mắt của viên quan được nữa, hung thủ đã bị vạch trần. Nhưng cậu ta không hề hoang mang chút nào, một tay mở cửa xe ra, quả nhiên bên trong tràn ngập thuốc nổ. Bên trong thứ kia rất có thể là lõi xử lý trung tâm. Hung thủ lộ rõ vẻ đắc thắng mà nói, loại thuốc nổ này không phải ai ai cũng làm được. Nhân lúc thượng úy sơ ý, hung thủ đột nhiên liên tiếp nổ súng, thượng úy ngã gục. Trước lúc chết anh ta hỏi, tại sao mày lại làm vậy? Hung thủ nói, thế giới này quá thối nát rồi, tôi muốn làm nó sụp đổ lần nữa. Lúc này đây, tiếng nổ từ xa vọng tới, khói đen cuộn lên. Tại sao? Anh ta rõ ràng đã tháo bỏ chiếc điện thoại kia rồi mà. Thượng úy mang theo nghi vấn quay về với chiếc hộp sắt, khai báo tên và biển số xe của hung thủ. Phía cảnh sát lập tức hành động, giải trừ mối hiểm họa này. Thủ trưởng được thăng chức, ông ta đương nhiên sẽ không giữ lời hứa để thượng úy yên nghỉ. Mã nguồn lợi hại tới vậy, vẫn cần tới can thiệp của ý thức con người. Ông quyết định xóa bỏ ký ức cả thượng úy, bắt anh ta mãi mãi phải phục dịch cho mã nguồn. Cùng lúc thì thượng úy cũng đoán ra, anh ta nói với nữ sĩ quan, tôi muốn lên chuyến tàu đó một lần nữa để giải cứu hành khách trên đó, cho dù đó chỉ là một đoạn chương trình, một mảnh ký ức. Nữ sĩ quan do dự, đây cũng là lần đầu tiên chúng ta thấy góc nhìn của cô ta. Thượng úy dù chỉ tồn tại về mặt tư duy, cô hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, mà chỉ có thể nhìn thấy biểu đạt bằng văn bản. Còn cơ thể thật sự của thượng úy nằm trong một chiếc hộp cách đó không xa. Nữ sĩ quan kia đánh lạc hướng đồng nghiệp, sau lần vận hành này tôi sẽ phá nguồn duy trì sự sống của anh. 8 phút cuối cùng này, thượng úy đặc biệt trân trọng nó. Đầu tiên anh mời cô gái kia uống cà phê, thầy giáo xin trước giờ luôn buồn tẻ kia nay đột nhiên lại đi trêu chọc cô. Cô gái khá bất ngờ. Tiếp đó anh ung dung tìm mà tìm ra khối thuốc nổ, quả nhiên phía sau còn một chiếc điện thoại dẫn nổ khác. Thượng úy vô hiệu cả hai, rồi đi bắt kẻ hung thủ, còng cậu ta lại và báo cảnh sát ngay trước mặt, vạch trần kế hoạch của cậu ta. Hung thủ đột nhiên bật khóc, tên sát nhân tàn nhẫn này hóa ra lại rất yếu đuối. Sau đó thượng úy gọi điện thoại về nhà, giả vờ là chiến hữu của bản thân, cậu ấy đã luôn muốn nói rằng con xin lỗi. 8 phút trôi qua rất nhanh, thượng úy móc toàn bộ tiền trên người, thương lượng với anh béo bên cạnh, cược xem anh ta có thể khiến mọi người trong khoang tàu đều cười. Anh béo là một diễn viên hài, anh khiến tất cả không thể nhịn cười. Đồng thời, thủ trưởng phát hiện ra kế hoạch của nữ sĩ quan, Goodwin mở cái cửa chết tiệt này ra. Anh ấy đã hoàn thành nhiệm vụ, thưa ngài, cô ấy bấm nút. Thời gian trong mã nguồn dừng lại, cảnh vật trong khoang như đóng băng lại. Mọi người đều đang nở nụ cười, còn ở thế giới thực, thượng úy cuối cùng đã yên nghỉ. Lúc này một cảnh tượng ngoại dự tính xảy ra. Các bạn nhìn xem, hệ thống úy duy trì sinh mạng tuy đã dừng lại, nhưng thế giới giả lập lại không bị sụp đổ. Thì ra thượng úy sớm đã đoán ra, nếu 8 phút này chỉ là một màu ký ức cá nhân, làm sao có thể phát sinh nhiều tình tiết biến hóa như vậy, thậm chí bao gồm cả việc đi qua bãi đỗ xe chưa từng tồn tại sao. Lời giải thích duy nhất chính là mỗi lần kích hoạt mã nguồn đều tạo thành một thế giới song song khác. Ở thế giới song song cuối cùng, vụ nổ bom không hề xảy ra. Đó chỉ là buổi sáng yên bình với nắng ấm. Nữ sĩ quan vừa tới phòng làm việc, liền nhận được một tin nhắn. Đó là xin từ một thế giới khác, gửi cho cô ấy. Mà thượng úy của thế giới này vẫn đang nằm yên trong chiếc hộp kia. Vị thủ trưởng nhiệt huyết kia vẫn đang chờ đợi cơ hội để chứng minh sức mạnh của mã nguồn.
có thể nói, bộ phim này là một liều thuốc của khoa học viễn tưởng. Nếu như chỉ sống được thêm 8 phút nữa, bạn sẽ sống như thế nào? Sau vô số lần chết của Sin, cuối cùng đã khiến cho mỗi giây phút kia đều trở nên ý nghĩa. Tôi là Review Chất, đừng quên like và follow yêu mọi người.